Hello anh em, chào mừng em quay trở lại Nguyễn Công PC. Ê, lâu lắm rồi mình mới được động vào một chiếc laptop để được đánh giá cho anh em xem một con laptop nó như thế nào. Và đặc biệt đây còn laptop gaming Intel thế hệ 12 nữa. Tò mò không? Gigabyte G5, bắt đầu nào. Và trước khi đi vào mà đánh giá chi tiết thử xem em này màn hình ra sao, có hình như nào và thiết kế ra sao, thì mình cũng phải nói thật là ngày xưa mình đã từng được cầm một em Gigabyte G5, cái con mà anh em nhớ mà tháo được pin như băng đạn không? Đấy, thì đấy là một con duy nhất mình được cầm, còn đây là con thứ hai của dòng G5 năm 2022 mình được cầm. Và có những sự khác biệt đấy anh em. Đầu tiên đó chính là thay vì anh em nhớ không, như kiểu là ngày xưa ấy là chỗ này nó gọi sao nhỉ? Nó chả có gì ngoài chữ Gigabyte cả, mà cái logo Gigabyte thì mình đã luôn luôn nói trong rất nhiều video khác nhau rồi, từ Ultrabook cho đến gaming, là nhìn với mình thì cái Gigabyte này nó cứ hơi thô và hơi cứng một tí. Thì không biết anh em thấy sao, nhưng với mình thì mình vẫn giữ lại cái quan điểm đấy. Nhưng mà không, năm nay chúng ta đã có thêm một vài sự gọi là nhìn cho nó bứt phá hơn, nhìn cho nhận ra một phát là gaming luôn. Đó chính là những cái hoa văn họa tiết mà mình nghĩ là gọi là kiểu hơi technic, hơi kiểu cyber một tí ở cái góc đằng này. Và nhìn cũng khá là hay, ở đây có chữ thêm là gaming series để nhấn mạnh rằng đó chính là đây là chiếc laptop gaming chứ không phải là Ultrabook. Ok chưa? Đấy. Và ngoài ra thì cái phần này nó còn chạy dài thêm vài cái đường viền nữa, nhìn cũng khá là hay ho. Đấy, thì cái mặt này thì ngoài cái chỗ này ra, ngoài cái phần hoa văn này ra thì chúng ta sẽ không có nhiều điều thay đổi quá đáng kể ở trên cái mặt này. Cơ bản là thế. Và thay vì mình được cầm lên như này ấy, thì mình nhận ra là có vẻ như là năm nay Gigabyte G5 đã nhẹ hơn một tí. Mình nghĩ là do cái việc ấy là chúng ta đã sử dụng pin liền chứ thay vì pin rời. Nhìn luôn mặt D đi thì anh em có thể thấy luôn được là so với cái nó ngon ngày xưa mình có làm ấy, thì chỗ này đã được thay đổi là thay vì là để cái cục pin ở đây thì nó đã được gắn liền luôn. Ngày xưa thì mình thấy cái đấy nhìn cũng khá là thú vị hoài cổ đúng không, nhưng nó không tiện bởi vì là như vậy thì nó sẽ không thể tích hợp được một cái cục pin to hơn, thời lượng pin sẽ ngắn đi. Nhưng mà bù lại thì anh em có thể ra chợ mua pin đúng không, nhưng mà không, bây giờ như thế này mình nghĩ là sẽ thích hơn bởi vì liền mạch này nó mới là tương lai đấy. Còn anh em nhìn có thể nếu mà camera quay sát được vào đây ấy, thì sẽ nhìn rõ được những cái miếng đồng rất là to, thực sự rất là to luôn, nó vàng óng cả cái phần khe hút gió này luôn. Và anh em có thể thấy là có thêm cả các miếng fit này cũng khá là dày này, còn các tứ tem thì không quan trọng. Ở đây có một cái điểm nhấn này, cái miếng đệm này hình chữ V, mình cũng không hiểu ở đây nghĩa là gì, nhưng mà chỗ này nó hình chữ V thật sự luôn, chắc là tên Vĩ đấy. Mặt D là như thế. Thì bây giờ chúng ta đi vào hẳn mặt B và C đi. Màn hình ở đây chúng ta cũng không có nhiều điều thay đổi, đó chính là kích thước 15.6 inch này, cam ở đây này, chữ Gigabyte nó vẫn ở đây, nghĩa là mọi thứ gần như là bên trong nó không thay đổi quá là nhiều đâu anh em. Và cái màn hình này như là Full HD này, IPS này, 144Hz này, nhưng cơ bản mọi thứ nó đều vẫn giống như vậy. Và cái màn hình này mình theo mình đánh giá nhá, là cái màn hình này nó sẽ vừa đủ cho anh em giải trí ổn định và làm việc, đặc biệt là chỉnh ảnh ở cái mức gọi là cơ bản thôi. Chứ còn nếu mà anh em muốn hardcore hơn, anh em muốn làm sâu về màu sắc hơn thì chiếc màn hình này nó sẽ không đáp ứng được đâu. Bởi vì là theo như mình có tham khảo ở trên web của Gigabyte ấy, thì cái giải màu nó chỉ đạt được ở một hình như đâu đó khoảng 70% sRGB. Thì như vậy nó sẽ vừa đủ cho anh em có thể giải trí, học tập, làm việc một cách cơ bản nhất. Còn khi mà anh em nói về giải trí, nói về chơi game thì nó là ok, rất là ok luôn. Vì nó là Full HD, nó là IPS, nó còn là tần số quét cao nữa. Anh em chơi game, anh em làm việc kiểu worksheet ý, cái kiểu Word này, Excel, PowerPoint các thứ ok, và đặc biệt là lướt Facebook nó cũng rất là mượt nữa, thì cái màn hình này nó sẽ làm được. Còn như kiểu anh em muốn làm về như ở Adobe, làm về Photoshop, làm về Premiere mà cần màu sắc chính xác thì làm ơn kiếm cái màn rời 24-27 inch làm việc ngon hơn nhiều, chứ đừng làm trên mấy con màn 15.6 inch, đuổi lắm đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả là mặt C đi. Thì với mặt C chúng ta vẫn sẽ có một cái kích thước bàn phím là full size, vẫn có LED, nhưng mà LED này thì nó lại chỉ chỉnh được một màu thôi, nó không có nhiều chế độ đâu anh em. Và tí nữa mình sẽ nói sâu hơn về phần mềm nhá, chứ còn trên bàn phím của chúng ta thì nó chỉ là LED một màu, nghĩa là anh em chỉnh được xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, tràm, tím, chứ không thể nào cho nó lượn RGB, không thể sập xình được. Cái này khá là đáng tiếc. Còn nút nguồn chúng ta vẫn ở góc phải thôi đấy. Còn về touchpad thì năm nay mình cảm thấy nó to hơn một tí nhá, nó to hơn này, nó trơn hơn, và đặc biệt là nó lại tiếp tục xuất hiện những cái hoa văn giống như cái mặt A luôn ở đây, thì nó đang tạo ra cho một sự đồng bộ này và liền mạch trên cả chiếc laptop, và mình thấy như vậy rất là hay đấy. Đấy, tí thì quên nói về cái bản lề nhá. Thì cái bản lề năm nay thì mình thấy nó không khác quá nhiều đâu, nhưng về cơ bản thì nếu mà anh em muốn mở một tay á, được, mở hai tay á, được luôn. Anh em mở không tay á, chắc chắn là không được, bởi vì không có tay thì làm sao mà mở đúng không? Đấy,
Thì về cơ bản thì ngoại hình của em nó sẽ không có khác biệt gì nhiều. Cổng kết nối trên em Gigabyte G55 này ấy, chúng ta cũng rất là đầy đủ luôn. Ở bên phải chúng ta sẽ có một cổng C này, là C có thể sạc được này. Một cổng micro SD. Tại sao không phải là SD? Lại còn thêm cả cổng RJ ở bên này nữa. Trời ơi, thế bây giờ ví dụ anh em mà chơi game đi, anh em cần mạng ổn định đúng không? Anh em cắm LAN vào đây, xong dây nó to như thế này hoặc như thế này, dòng ra ngoài, cầm chuột rất phức tạp nhá. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao vẫn không phải là SD? Trời ơi, anh em nếu mà mua cái con này về để làm việc đi, vừa chơi game vừa làm việc nhá, anh em chụp ảnh nhiều, anh em cầm máy ảnh, anh em có thể SD. Tại sao không phải là SD mà lại micro SD? Mà bây giờ ấy, có nhiều con smartphone hiện tại bây giờ cũng dần dần không hỗ trợ micro SD nữa rồi. Thế mà vẫn thêm cái cổng này vào đây khá là ảo đúng không? Mình thấy hơi tiếc nhá, bây giờ bởi vì mình thấy là GoPro thì tính làm gì? Nhưng mà hầu hết bây giờ anh em cũng sẽ cùng làm SD nhiều hơn là micro SD. Thật sự luôn. Còn cổng Type-C này thì mình thấy nó là Super Speed và có thêm dấu cộng. Thì đây nghĩa là chúng ta có thể sử dụng để sạc được này. Không, sạc là sạc cho thiết bị khác nha, chứ không phải là sạc cho laptop đâu. Anh em nhớ lưu ý điều này. Đấy, còn đây là khe để thổi gió ra ngoài rồi này. Còn bên phải chúng ta sẽ có là một cổng A2 chấm, một cổng A3 chấm, jack combo, kiểu mic, loa đài các thứ ở bên này. Còn đằng sau chúng ta sẽ có những cái cổng mà theo mình thấy là nó cũng khá là lằng nhằng. Đó chính là HDMI này, Mini DisplayPort và một cổng sạc dạng tròn. Tại sao không phải là Thunderbolt nhỉ? Tại sao không phải là sạc 95W ta? Tiếc thế. Đấy, còn thêm một cổng C nữa. Nhưng cổng C này cũng là cổng C Super Speed thôi. Ở đây mình không thấy nó ký hiệu gì thêm cả. Thì thôi rồi, chúng ta sẽ không thể nào truyền hình ảnh qua cổng C. Chúng ta sẽ không thể nào có một tốc độ kiểu 20GB, 40GB ở trên cổng C được. Khá là đáng tiếc trên một chiếc em laptop gaming mà lại không có những cái đấy. Khá là đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc. Đấy, đấy là về dạng cổng kết nối thôi. Về cổng kết nối nhá, nếu mà có thang 10 điểm thì mình chỉ cho 7 điểm thôi. Bởi vì là cách mà để cổng kết nối ở bên này là chưa khoa học lắm. Ok, đấy, còn về cấu hình đi. Ở đây chúng ta sẽ có là RTX này, cái này bỏ qua. Nhưng mà chúng ta sẽ cần một cái, đó chính là Intel Core i5 12500H. Con này của chúng ta, đó chính là Intel Thế Tiên 12. Có Pi Core, có E Core và có là 4 Pi Core, 8 E Core. Tổng cộng là 12 x 16 luồng. Con số thực sự rất khủng khiếp luôn anh em. Thế vậy liệu anh em có tò mò là sức mạnh của em 12500H này liệu nó ngon như nào không? Thì bây giờ sẽ đi cùng mình vào những cái bài test thử xem sức mạnh của CPU như nào nhá. Thì ở đây mình cũng có hai bài test đơn giản thôi. Đó chính là Cinebench R23 và Blender. Thì với Cinebench R23 chúng ta sẽ thoải mái có một sức mạnh đơn nhân rất ok. Ở mức đâu đó khoảng 1.500 đến 1.600 điểm Cinebench R23 đơn nhân. Anh em thấy sao? Nếu mà để so sánh với thế hệ thứ 12 trên desktop thì gần như là không thua kém gì cả. Laptop cuối cùng chúng ta đã có một cái hiệu năng đơn nhân cực kỳ ngon rồi anh em. Với 1.500 đến 1.600 anh em sẽ hoàn toàn có thể so sánh được với những mẫu như kiểu là 12.400, 12.600, thậm chí là 12.600K. Anh em vẫn có thể so sánh được với sức mạnh đơn nhân như thế này. Đơn giản đúng không? Chúng ta có công nghệ Intel Alder Lake thế hệ thứ 12 ở trên laptop rồi. Thế nên hiệu năng như vậy nó là ngon, nó là dễ hiểu. Anh em làm những công việc đơn nhân, anh em chơi game, nó cũng cải thiện hơn rất là nhiều. Thế vậy còn về hiệu năng đa nhân thì sao? Đa nhân ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều điều thú vị anh em ạ. Khi mà mình test đa nhân nhá, nó có 8 E Core và có 4 P Core đúng không? Thì khi mà mình vừa mới bật render lên của Cinebench R23 ấy, vừa mới bật lên một cái, lập tức là tất cả các nhân từ P Core cho đến E Core nó để mắc mọi thứ lên, hoạt động cực kỳ ngon. TDP lên tới là 75W. Nhưng mà chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây thôi anh em ạ, có một hiện tượng lạ xảy ra. Hiện tượng này mình chưa gặp trên desktop bao giờ. Đó chính là cái việc P-Core gần như nó sẽ không hoạt động nữa, mà nó chỉ có ở đâu đó mức khoảng 30-40% thôi. Trong đó 8 nhân E-Core còn lại hoạt động 100%. Có thể là mình nghĩ là tính năng thôi. Bởi vì là khi mà em laptop lại hoạt động kiểu 100% công suất ý, thì nhiệt độ nó đơn giản lắm. Nó chỉ đâu đó khoảng 74-78 độ thôi. Nó rất là mát mẻ, bởi vì là P-Core, 4 P-Core của nó chỉ hoạt động đâu khoảng 30%, còn 8 E-Core còn lại hoạt động 100%. Anh em có thể xem biểu đồ đây để thấy rõ hơn là xung nhịp nó như thế nào nhá. Mình thì mình không nhớ lắm cái về cái phần xung nhịp, nhưng mà về phần TDP và nhiệt độ thì mình nhớ rất rõ. Đó chính là TDP khi nó hoạt động 100% cả P-Core và E-Core thì nó lên đến mức là 75W, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nó sẽ tụt dần về 45W và nó ổn định trong toàn bộ thời gian test còn lại. Mình nghĩ là Giga đang đánh đổi cái việc là hiệu năng giảm xuống một chút để đảm bảo cho anh em cái nhiệt độ hoàn toàn mát mẻ, bởi vì trên laptop 75 độ là một nhiệt độ hoàn toàn ổn anh em ạ.
thì anh em thấy sao? Thì nhớ để lại comment xuống bên dưới thử xem là cái cách làm của Giga như này có tốt không, hay là đây là tính năng của Intel. Cái này thì mình chưa biết nhá. Thì anh em thử comment xuống bên dưới xem là có bao nhiêu người nghĩ là của Intel, bao nhiêu người nghĩ đây là cách làm của Giga, để cho mình biết thử xem là nó đến đâu hay là chiêu trò của Intel. Ok chưa? Đấy. Còn về như kiểu là RTX thì chúng ta đang có là RTX 3050T. Ngày xưa mình được review một bản 3060 rồi, nhưng mà bây giờ mình cũng muốn thử xem là 3050T làm được cái trò chống gì. Thì mình cũng đã có test qua một số tựa game từ AAA cho đến eSport, thì nó cho ra mình một kết quả khá là khả quan khi mà tổng cái TDP của con 3050T nó hoạt động ấy, lúc nào cũng ổn định ở đâu khoảng 60W. Thì với ở trên laptop ấy, thì mình nghĩ là TDP càng cao thì nó càng ngon thôi. Thì với em 3050T hoạt động được ở 60W như vậy là rất tốt. Anh em biết tại sao tốt không? Bởi vì là khi mình test game ấy, là tất cả game AA thì nó luôn luôn ổn định ở mức là 55fps đổ lên khi mình để hai setting nhá, hai setting Full HD. Nó đều ổn định ở mức đâu đó khoảng 55 độ này. Nhiệt độ thì nó sẽ dao động đâu khoảng 70-80 độ cho con GPU. CPU thì nó cũng sẽ hoạt động khá là mạnh khi mà game AA có một số game ăn CPU nhiều ấy, thì cũng hoạt động căng và gió thổi khá là inh tai anh em ạ. Bởi vì thực ra là khi mà một chiếc laptop gaming mà nó hoạt động max công suất ấy, thì chắc chắn là quạt phải ồn rồi. Thế nên nếu mà anh em không chịu được độ ồn của một chiếc laptop gaming, đeo cái tai nghe vào của mình hoặc là sử dụng AirPods Pro để bật tính năng chống ồn chủ động lên. Giống như mấy ông hôm trước vừa mới đi xem World Cup ấy, không khí rõ ràng âm 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 thế đúng không? Ông đeo luôn con AirPods Pro bật chống ồn chủ động lên thì anh em có thể học cái kiểu đấy để giảm độ ồn của tai. Đấy, còn như kiểu là game eSport thì anh em hoàn toàn chơi ổn định được ở max setting Full HD và tần số quét cao luôn nha. Từ 120fps đổ lên anh em hoàn toàn để chiến được từ Valorant, Liên Minh Huyền Thoại cho đến là CSGO. Mọi thứ đều rất ổn định ở trên chiếc laptop Gigabyte G5 này. Thì mới khen mãi rồi, thế còn có gì chê không? Chê á? Có chê. Chê ở cái đó chính là bao nhiêu lâu rồi mình không biết là tại sao Gigabyte không cải thiện được cái phần mềm lên. Thực sự luôn là dùng phần mềm mà từ chỉnh LED này cho đến là chỉnh fan quạt này cho đến hiển thị thông số này. Control Center. Editor vừa nhắc mình nhớ ra cái tên. Nó bị tù thực sự luôn và cái giao diện nó bị lỗi thời anh em. Nếu mà anh em dùng cái giao diện đấy cách đây khoảng 5 năm, ok, nhìn nó vẫn ổn bởi vì nó có màu mè các thứ nhìn rất là bắt mắt. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại rồi, chúng ta cần trực quan, chúng ta cần dễ dùng và nhanh nhạy, thì cái phần mềm này nó chưa làm được và nó chưa đáp ứng được cái sự mong muốn của mình sau hơn một năm rồi mình làm review và được động vào em Gigabyte G5 ngày xưa. Đến bây giờ nó vẫn thế. Thì thôi, cái đấy thì mình nghĩ là sau này Gigabyte sẽ phải sửa thôi, bởi vì là không sớm thì muộn cũng phải sửa đúng không anh em? Chứ không để thế 10 năm mà, 10 năm một thiết kế à, không được. Đấy. Về cơ bản thì em Gigabyte G5 này mang lại cho mình những cái trải nghiệm khá là mới. Mới cái gì? Đó chính là mới từ cái thiết kế một chút này. Hiệu năng khá là ngon bởi với em 12.000mAh. Như vậy đó là cho mình rất là ok rồi. Và nếu mà anh em muốn sử dụng chiếc laptop này để có thể làm việc như kiểu là Photoshop hay thi thoảng After Effects ấy, ok nha, bởi vì là hiệu năng đơn nhân nó rất ngon. Nó ngon gần như là tương đương với cả mấy con CPU desktop rồi. Thì anh em thấy sao về em Gigabyte G5 thế hệ mới này sử dụng 3050T và i5 12.000mAh? Thì nhớ để lại comment xuống bên dưới. Và đừng quên là bấm chuông cũng như bấm đăng ký kênh Nguyên Công PC để chờ đợi mình trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.